Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một con web để các bạn đào đồng LTC đồng nai quay hoàn toàn miễn phí các bạn nhé Cũng như là mỗi lần các bạn đào nó sẽ rơi vào tầm gấp 3 thậm chí là gấp 4 lần so với những mà con web mà nó thông thường các bạn nhé Thì các bạn thể đăng ký kênh và bấm vào cái quả chuông này để mà cập nhật các video mới nhất của mình nhé Trước tiên để hướng dẫn các bạn đào cái đồng nai quay đây các bạn nhìn thấy đây 480 448 cái đồng Satoshi mỗi một lần các bạn đào thì mình sẽ nói cho các bạn một phút nhé mình dành một phút mình nói cho các bạn gần đây mình thấy uh, cộng đồng chia sẻ cái con web mà đào cái đồng ship 3 này ship 3 các bạn nhé rất là nhiều mạnh ấy, nhưng mà con này thì mình chưa làm video cũng như là chưa view nó một tí nào nhưng mà mình đã test rồi con này cái min rút của nó thứ nhất là mỗi lần các bạn đào thì nó cũng cho cái mã thông báo này tương đương với một cái đồng ship 3 nhưng mà cái min rút nó thì nó rơi vào là 15 triệu nhé không phải 15 000 đâu các bạn nhé 15 triệu với đồng ship 3 này thì nó tương đương nếu cái giá hiện tại như là giá Việt Nam đồng ở ví VNDC đang rơi vào tầm 510 mấy 14 hay 15 gì đó đấy thì nếu các bạn nhân nó rơi tầm gần 8 triệu đồng Việt Nam đồng nhé con quét này mình nói thật với các bạn là làm không rút được tiền đâu nhé nên là bạn nào mà đang chơi thì tốt nhất là các bạn nên nên dành thời gian chơi con quét khác nhé còn đây là cái con ship 3 này các bạn nhé thì đối với kể những con web mà mình có đào Big min nó mà khủng cũng chỉ là 30k satoshi thì tính ra nó chỉ rơi vào tầm hơn 300 000 nghìn việt nam đồng đấy, các bạn nhé gần 400 thôi nhé mà con này nó lại rơi vào tầm nếu mà cái giá hiện tại như mình đang nhân cái giá việt nam đồng cho các bạn ấy, thì nó phải nó phải rơi tầm gần 8 triệu việt nam đồng đấy không bao giờ các bạn rút được đâu nên là các bạn chơi những cái quét khác này, nó đỡ mất thời gian nên mình tắt nó đi này ở đây thì mình xin một phút thì mình nhắc lại dự án về này vì có rất nhiều các bạn vẫn còn chưa hiểu đấy cái dự án này thì mình đã chia sẻ cho các bạn là rất là lâu rồi và nó là một dự án rất là uy tín nhé Có các bạn chưa hiểu bây giờ hiện tại thì cái iRope đã kết thúc rồi nhưng mà nó vẫn cho mình nem thêm mình kiếm thêm thì các bạn phải vào phần iRope này Nhiều bạn vào đây là các bạn thoát ra các bạn không làm Các bạn phải kích vào cái dòng cuối cùng của chữ là Ender rồi nhé Thì đây là nó bon nớt cho các bạn nhá. nhìn nó ghi hẳn là bon nớt thì các bạn kích đây Do mình mỗi một ngày 24 giờ mình vào mình nhận bon nớt rồi nó sẽ báo mình là quay lại vào giờ sau đây các bạn mà chưa nhận các bạn quay vào đây các bạn là kích đây nhận bonus nhé tất cả các iso thì nó có cái iso SCAM đấy không phải cái nào nó uy tín nhưng mà cái iso này mình thấy nó là khá là uy tín các bạn nhé tính ra thì cái dự án này họ chi trả rất nhiều cái đồng nft cũng như là đồng shiba này các bạn nhé thì không phải là riêng mình chơi đâu mà trên thế giới rất nhiều các quốc gia chơi nếu bạn nào ngày trước mà tham gia cái iso này thì các bạn vào cái nhóm telegram đấy thì có cả một cái kênh của việt nam mình hỗ trợ bằng tiếng việt trong đấy các bạn nhé ở đây thì mình cũng vừa tối hôm qua mình cũng rút uh, tiền đấy, mình vừa rút tối hôm qua thêm này, đây mình hôm qua mình rút cả ba con này nhé, à, con uh, ship và con uh, LFT và con VDT nhé, VDT này thì nó là cái đồng quay của cái sàn này thôi, quay riêng của sàn này các bạn nhé, thì tối hôm qua mình rút thì trạng thái vẫn là đang chờ đấy các bạn nhé, thì cái dự án là một dự án rất là uy tín đấy, không những là mình là dân vào đây để mình chơi miễn phí từ gasot rồi mình kiếm được token mà kể cả những nhà đầu tư họ vào đây rất là nhiều nhá đó thì mình nhắc lại những bạn mà ngày trước mà có tham gia đấy mặc dù bây giờ ai nó kết thúc thì các bạn vào đây các bạn sang phần ender này các bạn nhận bonus ở đây thôi nhá kích đây là nhận bonus này khi nào cái giờ này nó quay lại các bạn kích đây nhận nhá và giờ mình sẽ quay lại video ngày hôm nay để hướng dẫn các bạn cách để các bạn đào có đầu cái quay của video ngày hôm nay nhá ở đây thì mình xin một phút thì mình tặng cái thẻ cào việt heo 10 k nhá thì bạn nào may mắn nạp được thì các bạn comment để những bạn mà xem sau đấy không mất công để nhập lại cái mã nữa nhá và giờ mình quay lại video nhá ở đây là đường link để các bạn lấy đăng ký tham gia cái con đào LTC con web số 1 mà con web là đào rất là nhiều các bạn nhé Thì các bạn xác minh cái mã captcha rồi các bạn lấy link cho mình nhé Ở đây các bạn bấm lấy link nhé Ở đây là giao diện đó này các bạn nhìn thấy thì nó cho mình là 849 cái đồng Satoshi đấy thì các bạn cứ đào trong vòng một phút các bạn lại đào tiếp một lần nhé và ở đây thì các bạn xem mình hướng dẫn rồi các bạn đào nhé cái này nó phải giải mã cái liên kết tắt nó mới được nhiều này các bạn nhé ở trên cái ví bao set pay ấy, cái này mình chỉ dùng là ví bao pay thôi các bạn vào tiền gửi này nhá các bạn kéo xuống các bạn tìm đúng cái ví này quay các bạn copy cái mã ví này của nó nhá ntc này nhá các bạn copy này quay lại trang web thì các bạn dán vào đây nhá nó có nhảy tab thì các bạn tắt cái tab mà đang nhảy này đi tắt đi quay lại cái tab cũ như này thôi các bạn dán lại vào đây rồi rồi các bạn kéo bên dưới các bạn kích vào đăng nhập nhé đây các bạn xác minh cái mã antibot theo ký tự nó và cái mã captcha bên dưới thì mình sẽ hướng dẫn luôn này cái mã antibot này các bạn chỉ cần nhìn chữ đầu chữ cuối thì các bạn làm cho dễ nhé ví dụ đây là chữ c và chữ i thì mình kích ở đây chữ c và chữ e thì mình sẽ tìm bên dưới này mình kích đây chữ sc và chữ k thì chắc chắn là nó nằm ở đây rồi và cái cuối cùng nó sẽ nằm ở đây các bạn nhấp vào xác minh cái mã captcha này rồi các bạn click ở đây nếu mà các bạn mà nó bị cái captcha và đánh số thì các bạn phải chuyển đây nhá cái chỗ này là chuyển cái captcha này nhá sang cái xác minh hình ảnh thì nó dễ hơn rồi các bạn kéo bên dưới các bạn xác minh captcha này đến cái bước này thì nó bảo mình là nhấp vào cái liên kết nhà tài trợ đấy thì mình nhấp vào sau này mình hưởng cái 489 đồng sau khi mỗi khi mà mình claim em nhé mình kéo bên dưới mình truy cập vào cái liên kết của nhà tài trợ này cái này các bạn nhìn nó hướng dẫn hết dễ làm mà không khó đâu nhé các bạn xác minh mã cấp tra này nó có nhảy tab đấy nhá thì các bạn cách kích lại nhá ví dụ mình đang nhảy đây thì mình quay lại này mình tắt cái cái tab và nó nhảy đi như thế này thôi mình quay lại tab cũ mình làm lại này cái này nó là kích vào cho nó phát sinh cái doanh thu và từ cái doanh thu này nó sẽ lấy cái kinh phí để mà nó trả cho mình nhé các bạn nhé mình kích lại này có bên này nó quay mới là đúng các bạn nhé thì mình tắt này đi này nó đang quay nó đợi 10 giây các bạn nhé Các bạn đợi số dây này chạy hết nhé. Rồi mình kích vào chỗ mà tiếp tục thì các bạn nhé. Đó mình lấy link tại đây, lấy link tại đây mình kích ở đây. Lại đợi số dây này chạy các bạn nhé. số dây này nó chạy về không thì các bạn kích chỗ này nhá. Nó nhảy tab thì các bạn tắt cái tab nhảy đi này, các bạn kích về này. Đó các bạn nhìn thấy này. Như vậy là nó đã trả cho mình là 850 cái Satoshi mỗi lần mình cứ đem thì cứ sau một phút các bạn làm mới lại trang này nhá. Đó, cứ bảo mình là sau một phút nhá. Cái này nó có giới hạn, này có giới hạn là 26 lần, 27 28 lần một lần gì đó thì các bạn là có thể à, à, dùng hai ví được nhá. Như của mình mình đang dùng hai ví mình hướng dẫn cho các bạn đấy nhá nên cái tab thì các bạn cứ làm nó dễ được nó nhảy cái quảng cáo cái nhảy tab ấy thì các bạn cứ tắt cái tab mà nó nhảy đi rồi các bạn quay về cái trang cũ của mình nhé ở à, đây thì mình giải thích thêm nhiều bạn thì không biết cứ bảo nó Scam cam nhá. mình cũng nói rất nhiều ở các video trước ấy khi nào các bạn nhìn thấy mà các bạn làm nó báo là cái vòi này không đủ tiền để trả thì các bạn nhìn đây cái số dư nó đây đang còn không phải một đồng này quay này đấy nếu mà nhiều người làm đó nó sẽ hết và nó sẽ hết nó phải lạp vào khi nào mà nó hết thì các bạn nào nó báo nó không đủ số tiền để nó trả các bạn thì các bạn phải đợi nó lạp tiền vào các bạn quay vào làm sau nhé vì đây không phải là riêng mình chơi mà ở bên thế giới họ chơi rất là nhiều nên là tất cả con web này nó giống nhau thôi cứ bao giờ nó hết tiền nó sẽ lạp vào cho mình chơi tiếp nhé và bây giờ mình quay lại cái link số 2 để mình hướng dẫn cho các bạn nhé ở đây là cái link số 2 để các bạn đào có đồng nai quay nhé thì các bạn xác minh mã captcha này nhé các bạn bấm lên lấy link nhé rồi các bạn bấm đây lấy link này đó thì đây con này nó là 5 phút một lần các bạn nhé con này con trước là 1 phút một lần đấy con này là 5 phút một lần thì các bạn cũng lấy cái địa chỉ ví coin uh, trên ví Pouset Pay, các bạn copy đây nhé quay lại trang web này các bạn cũng dán vào đây nhé rồi các bạn kéo bên dưới nhé các bạn kéo bên dưới các bạn kích cái đăng nhập này ở đây các bạn cũng xác minh cái mã Antibot này theo ký tự nó thì đây chữ T và chữ R nếu nằm ở đây các bạn nhé chữ C và chữ N dài nằm ở đây chữ G và chữ E G E nằm đây các bạn nhé và cái cuối cùng nó nằm đây các bạn xác minh cái mã captcha này nhé các bạn kích đẩy xác nhận này đó thì con này các bạn thấy nó được có 198 gọi cứ gọi là 200 Satoshi nhé các bạn nhắc cứ sau 5 phút thì các bạn được 200 Satoshi thì so với con trước thì đúng là nó gấp những gần như là 4 lần thì các bạn nhé rồi và như vậy mình đã chia sẻ cho các bạn hai con web để các bạn đào cái đồng nai quay hoàn toàn miễn phí ở video ngày hôm nay. Thì hy vọng các bạn xem hết video để các bạn hiểu và các bạn làm được. Các bạn thấy video hữu ích thì đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như là cập nhật các video mới nhất của mình nhé. Còn video này mình sẽ kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bạn.